lên kho nha mấy anh em. Đây, cái lọ màu đen này thì mấy anh em gà tre thì mấy anh em nhỏ khoảng 2 giọt, còn gà nồi mấy anh nhỏ khoảng 4 giọt ha. Lọ màu đen tiếp theo đó là cái lọ màu xanh này, mấy anh phải nhỏ mũi nha. Mấy anh lấy giấy mình vệ sinh mũi cho sạch hết trơn, mình nặn mũi cho sạch xong mình nhỏ nhỏ trực tiếp cái giọt màu xanh này vô cái mũi và nhỏ vô miệng một giọt, lỗ mũi một giọt. Bên em có cái bổ sung thêm cái thuốc viên gà tre gà nồi gì chúng ta uống một lần một nửa viên này thôi, một con cần uống 2 viên. Thì cái viên này hiện đang bán, mình đang bán viên nhập này đem về bán thì 10.000 viên nha mấy anh em. Còn bộ bộ khẹt này là 250k một bộ, chiên về khẹt sổ mũi trong vòng 3 ngày dứt điểm nha mấy anh em. Thấy sung không? Dạ nó phải sung vậy nè mấy anh em.